Sau sự diệt Nguyên Khang báo cáo nhằm thành tựu quán quân cuộc thi theo dõi xe kích giọng hát diệt dí 2019, huấn luyện viên Lưu Thiên Hương chia sẻ trên site ta rằng, tôi có một chút buồn cho nhỏ nhắn Trấn Quốc giải nhất và bị đọc nhằm thành quán quân phóng viên. Thật sự nếu trong hoàn cảnh đó mình cảm thấy yêu thương Trấn Quốc thật, nhưng không sao, đó cũng chỉ là tai vạ nhỏ tuổi mà trên nhân loại vẫn thường xảy ra. Cứ xem nó là kỷ niệm đáng nhớ cho giọng hát diệt dí năm nay. Xuân Lan bức xúc với phát ngôn của Lưu Thiên Hương. Từ một trạng thái này chuyển thanh lịch trạng thái khác, các nhỏ nhắn phải đứng vững bằng đôi chân của mình trước mọi điều xảy đến. Sau phát ngôn mạnh miệng, Lưu Thiên Hương đã nhận không ít chỉ trích trong giới nghệ sĩ. Siêu mẫu Xuân Lan đăng tải bài viết liên quan đến phát ngôn của Lưu Thiên Hương và tấn công giá, há hốc mồm khi chứng kiến những phát biểu của một người mẹ nghệ sĩ về những đứa trẻ con. Lần đầu là vụ nhỏ nhắn trai bị bỏ quên trên xe bớt ga te quai. Lần này là đứa nhỏ nhắn bị báo cáo nhằm danh hiệu quán quân. Ngạc nhiên hơn bạn này cũng đã và đang làm mẹ. Nếu không nói được những điều tử tế thì nên im lặng. Dưới phần bình luận, rất nhiều người theo dõi cũng bày tỏ ý kiến không ưng ý với phát ngôn của Lưu Thiên Hương. Trước đó, Dương Triệu Vũ cũng bức xúc viết, chị Lưu Thiên Hương từ đầu mùa đến cuối mùa không có gì đặc sắc, trừ phát ngôn phút cuối hết sức ngớ ngẩn. Thì trẻ em cần có sóng gió để trưởng thành, nhưng không phải thứ sóng gió theo kiểu chà đạp, ức chế về tinh thần. Chị cũng là mẹ, ai lôi con chị ra sóng gió như thế chị có vui không? Mong chị với cương vị là một người thiếu phụ đã trưởng thành, sau này nói gì đừng nói cho vui mồm vui miệng. Tỳ Lê Minh Ngọc cũng không ưng ý với phát ngôn của Lưu Thiên Hương. Tỳ Lê Minh Ngọc thì bày tỏ quan điểm, những phát ngôn của huấn luyện viên sau chương trình như, không sao, chuyện đáng nhớ. Nghĩ không nặng trĩu nề ác thì thật như một cú tát vào đứa trẻ bị đọc lộn giải thưởng. Chuyện không hề thường tình ở huyện và cũng không đáng để được tung hô, chỉ giống như chuyện đã từng ở một cuộc thi dành cho người lớn. Thiệt sự không có vui tí nào. Dù có bao biện bằng trăm lời xin lỗi thì cũng đã tổn yêu thương đứa trẻ rồi. Và các mẹ có thấy giới nghệ sĩ, kể cả con nhà nòi như chị Hương có cho con đi thi thố gì không? Vậy nên chúng ta hãy tự rút quản hồn nghiệm cho chính mình nhé. Chứ Ngọc là không bao giờ nhé.